Các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh cái ghi đông này nó bị lệch nhé. Đầu tiên đấy thì mình các bạn nhìn này là nó bị lệch hẳn sang một bên này đấy, và nó không đúng cái vạch của nhà sản xuất này nó in trên cái ghi đông này nhá. Thì trên cái ghi đông này ấy, là nó có bốn con ốc khóa ghi đông đấy. Bây giờ mình nới lỏng cái này ra cho các bạn biết nhìn này đấy. Nới lỏng bốn con ốc này ra thì cái ghi đông này nó sẽ lỏng này đấy, nó lỏng nó dơ này. Thì ở giữa này là nó có một cái nút như một cái dấu để định vị giữa cái hai cái bên ghi đông này nhá. Thì các bạn cứ căn làm sao cho nó vào cái chính giữa này. Còn có thể là các bạn muốn cái ghi đông và cái tay phanh nó cao lên một chút thì các bạn có thể chỉnh lên một chút cũng không sao, hoặc là các bạn chỉnh xuống một tí cũng theo cái tầm tay của các bạn đấy. Còn thường thường thì bên mình sẽ chỉnh đúng cái tâm giữa, đúng cái tim của nó đấy. Thì các bạn đã chỉnh hai bên, nhìn hai bên này nó thẳng nhau rồi ấy. Giữa hai cái bên này mình căn làm sao cho hai cái bên này nó có một cái dòng số nhé đấy, nó có một cái dòng số này thì mình cứ căn làm sao cho hai bên này nó đều nhau. Sau đó các bạn có thể là siết bốn con ốc, nhưng mà siết từ từ, không được siết chặt ngay một con, nó sẽ bị gãy hoặc là bể đấy. Thì bạn cứ vặn làm sao cho một con trên tới xong lại bạn vặn con dưới và chéo nhau nhé. Đừng có vặn hai con trên trước và cũng đừng vặn hai con dưới trước đấy. Mình sẽ vặn từ từ chéo nhau. Đó. Và cái lục giác này của mình ý, thì phải là thật là vuông nhé. Chứ nếu mà lục giác mà bị chéo là nó sẽ bị tuột cái giác và nó hỏng cái con ốc. Đến lúc sau mình cũng muốn tháo ra thì nó rất là khó. Cái này thì mình cũng không cần cứ phải dặn vặn hết tay cỡ tay, chỉ cần vừa tới là đủ rồi, là được rồi. Đó, như vậy là ok rồi, rất chặt và cứng. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái nối cổ đấy. Cái nối cổ này thì các bạn có thể là có thể các bạn nhà sản xuất thì người ta sẽ sản xuất theo đúng cái mẫu như này rồi, nhưng mà các bạn đi trên đường trường thì có thể là nó hơi cúi một chút thì mỏi tay mỏi vai, thì các bạn có thể mua thêm một cái nối cổ này. Các bạn sẽ nối cổ, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách nối cổ. Đầu tiên thì các bạn vặn con ốc phốt tăng này, bạn hàm ra đấy, bạn hàm vặn lấy tay nối thẳng ra, nối con ốc này nhấc hẳn cả cái đệm của cái phốt tăng này, các bạn nhấc hẳn ra ngoài. Sau đó các bạn vặn hai con ốc của cái phốt tăng này, hai con ốc hai bên nó chéo nhau nhá. Các bạn để ý là nó chéo nhau, nó không phải cùng một phía mà nó chéo nhau. Xong đó bắt đầu các bạn nhấc cái phốt tăng này ra, nhấc cái cổ này ra, và các bạn cứ để xuống cái bánh xe đó. Rồi sau đó các bạn sẽ chụp cái nối cổ này vào đấy. Tự nhiên các bạn nhìn là cái lông đen này, nếu như nó vừa rồi thì các bạn chụp vào là xong, còn nó có thể là vừa thiếu thì các bạn có thể là thêm một hai cái đệm này đấy. Sau đó các bạn có thể là dựng tạm cho nó thẳng cái bánh xe và cái phút tăng và cái hai cái ốc này đấy. Sau đó các bạn sẽ siết hai cái ốc này đấy. Các bạn sẽ siết hai cái ốc này, siết hai cái ốc này để cho nó định vị, nó cố định tương đối thôi, chưa cần phải chặt ngay. Sau đó các bạn sẽ đưa cái nối cổ này lên, đưa cái phốt tăng này lên cho nó vào đấy. Đấy, sau đó các bạn chỉnh như này là bây giờ nó là thành bốn con ốc, là thành năm con ốc, cả con ốc cái này nó gọi là con ốc ti của phốt tăng nhé. Con ốc cái này gọi là cái ti ốc, thường thường người ta hay gọi là ốc ti của cái phốt tăng này
Đấy, các bạn có thể là nhìn thẳng thẳng tâm, các bạn vặn vặn tay cũng được mà vặn bằng cái lục giác này cũng được. Đấy, trước tiên là các bạn cứ vặn tay tạm tạm cho nó ăn và gen nhau, không có nó lệch gen là nó hỏng mất cái ốc ti. Đấy, các bạn vặn vặn, khi vặn vào rồi nó khớp vào rồi, nó vừa vào thì các bạn bắt đầu nhìn cái cho nó thẳng cái phốt tăng và ghi đông và cái khung này, nhìn cái khung và cái phốt tăng này nó chính diện, nó ở tâm, giữa tâm luôn. Đấy, và cả bánh nữa, các bạn nhìn ba điểm điểm này và cái khung và bánh, sau đó các bạn vặn, thì các bạn cứ vặn cái này, các bạn nhìn nó thẳng rồi thì các bạn cứ chỉnh nó thẳng, thì các bạn vặn vặn chặt luôn, nhưng cũng vặn từ từ cả hai con, chứ không cùng vặn một lúc một con chặt thì nó sẽ không đều. Đấy, các bạn vặn chặt trước hai con dưới này trước. Đó, khi thẳng rồi thì các bạn tiếp tục, các bạn vặn tiếp ở hai con ở dưới cùng, chặt cứng tay thì thôi, cứng tay thì thôi, nếu các bạn cứ dặn quá tay thì nó sẽ già néo và đứt dây, như ốc mình quá tay nó sẽ bị trờn gen. Đó, sau đó các bạn vặn con ốc ti tương đối thôi, không cần chặt lắm, thì ốc này mà nếu như bạn chặt nó sẽ gì cái bát phốt và nó sẽ cứng đi, nó sẽ cứng tay lại. Đấy, mình vặn như này là vừa rồi. Đó, nâng lên nó không bị dơ, nếu nó vẫn còn dơ thì các bạn siết thêm một ốc này nữa, siết thêm một ốc ti này. Đó, nâng lên nó không bị dơ,